em vừa kho được mùi củ cải, cà rốt, hành tây. Đó. Và anh chị, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nhưng vẫn để nguyên cái gọi là cái núm của củ cà rốt này, củ cải, củ cà rốt, chỉ rửa sạch vỏ thôi, không cạo vỏ, để nguyên vỏ và đầu và đuôi nhưng vẫn để đó, vẫn để nguyên, bởi vì là thực dưỡng là theo nguyên lý là cân bằng âm dương, do đó là gần như nhưng không có sự động chạm, ví dụ nhưng chỉ rửa sạch thôi, rửa sạch gọi là cái bối rửa ấy đó, rửa sạch cái miếng giáp giáp, rồi rửa sạch cái lớp vỏ ngoài đó. Và không có cái ý định là chảy làm cho cái vỏ nó chảy xước đó. Thế và củ hành thì có mỗi củ hành tây thì là nhôm cắt cái đuôi thôi, không để lại rễ, cắt đuôi. Nếu mà thực ra nếu mà rửa sạch được, rửa sạch kỹ được thì cũng nên giữ lại rễ. Thế và đến khi ăn thì nhôm sẽ cho vào đây là rau mùi ta, và rau mùi ta này thì cũng được rửa sạch cái rễ, vẫn để nguyên rễ. Sau đó thì cho vào nấu cùng với cả cái nồi kho rau củ quả này. Và Nhung mới đun được một nửa lửa và không có sử dụng đũa làm khuấy trộn nó lên, bởi vì đảm bảo cái tính quân bình, nó mọi thứ nó vẫn giữ nguyên một cái trật tự như vậy. Và Nhung không hề động đũa vào đâu ạ. Bây giờ thì Nhung sẽ bật bếp lên và sẽ kho lửa số 2 để cho củ cải, cà rốt và hành tây ngấm với nước tương tamari, ngấm với cả củ sả và các gia vị để cho nó thơm và ngon. Ở trong đây có cả bột canh như bạc. Và bây giờ Nhung sẽ tiếp tục lửa 2 nhé. Và lửa 2 này thì bắt đầu Nhung mới cho rau mùi vào. Và mình sẽ để đun lửa to một chút, sau đó mình sẽ để khi cho nó sôi trở lại thì mình lại sôi trở lại sôi trở lại này thì Nhung sẽ cho rau mùi vào. Cả nhà đã có rau củ và họ sẽ chỉ là một ở trong đây còn có cà su nữa, còn có cà su. Thực ra theo đúng như quân bình âm dương thì sẽ không cho ớt, nhưng mà ăn nói chung là gọi là nó không hoàn toàn 100% theo thực dưỡng, và vẫn theo tức là đến khoảng 70% thực dưỡng thôi. Ở đó thì những cái công thức của ăn bình thường vẫn sử dụng, cái gia vị bình thường vẫn sử dụng vào đây. Ví dụ như là ớt này, tỏi này, hạt tiêu cũng vẫn sử dụng. Thế còn đối với những người mà điều trị bệnh thì tỏi và ớt sẽ bỏ ra khỏi thực đơn nhé. Xin chào và chúc các cô chú anh chị có một tuần mới thật nhiều năng lượng nhé, thật nhiều sức khỏe. Và Nhung xin tạm dừng video ở đây ạ. Bây giờ thì Nhung sẽ cho rau mùi vào, rồi bắt đầu mới tạm dừng cái video. Mình sẽ cho rau mùi vào nhé. Và rau mùi vẫn còn nguyên rễ đấy ạ. Sẽ đậy bếp đó, để cho nó ngập xuống chứ không sử dụng đũa vào, tất cả đều để nguyên thế cân bằng của nó, không thể động chạm đũa vào trong cái nồi này. Thank you.
sẽ thôi ra và nó sẽ ngấm vào củ quả rất chi là ngon. Và có rễ, mình giữ nguyên vẫn cả, giữ nguyên thì dễ nhé. Và là thơm ngon. Đó. Và mình sẽ cho lần thứ ba để cho nó cái nước tương nó trùm lên cái rau mùng và để nó thôi ra cái nước thơm cho nên rau củ quả thơm ngon hơn. Và nếu không hề sử dụng đũa, cũng không hề sử dụng đũa vào đấy đập chạm vào cái nồi đấy đâu ạ. Xin phép được tắt bếp. Chúng ta đã có một nồi thịt kho à, nồi rau củ quả kho rồi ạ. Rất ngon để ăn cơm ạ. Ăn cơm với gạo lứt ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Nhung ạ.